Đây là đoạn suối mà bọn tôi phải vượt qua, đoạn suối thứ hai, thứ ba rồi. Nhiều khi trời ơi, bảo cái viên đá đây nó không chắc chắn đâu. Đi hướng bên phải cái gì? Nhảy cẩn thận trơn nhá. Nhảy cẩn thận trơn. Bảo rồi. Không anh hùng được đâu. Đã một đồng chí vô ích. Kinh nghiệm đi suối của mình là cứ phải chắc chân các bạn. Mình không bao giờ đi ở những cái thế mà cảm thấy nó lòng lẻo. Thế mà có lần mình đã bị ngã sấp mặt này. Thế mà các bạn này đi cảm giác như kiểu ok. Một người đã vô ích. Mình đi tiếp đây.